Mẹ tôi, người phụ nữ cả đời chỉ biết chăm lo cho gia đình. Từ khi sinh bé Nắm, mẹ đã hỗ trợ tôi rất nhiều việc. Từ việc quán xuyến nhà cửa đến việc chăm sóc Nắm, mẹ thậm chí không màng đến sức khỏe bản thân. Khi cơn đau lưng ngày càng nặng, dù tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu đi khám. Và với những bận rộn lo toan trong cuộc sống, tôi cũng đã quá vô tâm khi không để ý đến mẹ. Cho đến khi... Trời ơi, mẹ có sao không mẹ? Lưng mẹ đau lắm, không dậy nổi. Mẹ ơi, phải đi khám liền nha mẹ. Cơn đau lưng diễn tiến nhanh và nặng nề khiến mẹ mất dần khả năng đi lại. Đến lúc này, tôi mới dẫn mẹ đi khám. Sau khi nhìn kết quả chẩn đoán, chặng đường điều trị sắp tới khiến mẹ lo lắng khôn nguôi. Những ngày đầu là gian nan nhất khi mẹ vẫn ngại đi chữa trị. Nhưng nhờ có sự động viên của bác sĩ và gia đình tôi, mẹ đã thêm vững tin và không bỏ cuộc giữa chừng. Quá trình điều trị diễn ra khá suôn sẻ ở những ngày tiếp theo, khi tôi nhìn thấy mẹ đã đứng lên được và bắt đầu tập đi. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy mẹ ngủ ngon hơn và vui vẻ hơn. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, khi thấy mẹ đã tự đứng lên trên đôi chân của mình mà không cần tôi dìu dắt. Kiên trì không bỏ cuộc trong chặng đường chữa trị, mẹ tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn và vui sống hạnh phúc. Cảm ơn ACC đã không bỏ cuộc trong suốt chặng đường chữa bệnh cho mẹ tôi.